Không chỉ ở Việt Nam mà tại Thái Lan, truyền thông nước này cũng đang chờ đợi cuộc so tài giữa hai đội từng ngày từng giờ. Họ hy vọng rất nhiều vào tài cầm quân của tân huấn luyện viên Akira Nishino. Tuy nhiên, với bóng đá Thái Lan có phần chững lại trong thời gian qua khiến nhận định của họ về trận đấu này trở nên dè dặt hơn. Đó sẽ là một trận đấu chặt chẽ và khó khăn. Thái Lan đã gặp Việt Nam nhiều lần trước đây, hai đội hiểu nhau rất rõ. Tôi nghĩ cổ động viên sẽ đến sân trực kín ngày thi đấu, mang đến sự sôi động cùng những âm thanh trên các khán đài. Thái Lan sẽ có trận đấu quan trọng phía trước vì đó là trận mở màn cho vòng loại World Cup 2022. Chúng tôi muốn giành 3 điểm đầu tiên trên sân nhà. Chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Thái Lan hướng đến một tương lai tốt hơn. Trận đấu tới đây sẽ khác khá nhiều khi hai đội gặp nhau tại King's Cup. Thái Lan đã có huấn luyện viên mới là ông Nishino. Dù rằng thời gian làm việc với đội là chưa lâu, ông cần thêm thời gian để hiểu các cổ động viên cũng như các cầu thủ. Chúng tôi kỳ vọng huấn luyện viên Nishino sẽ mang đến động lực mới, chiến thuật mới và cả những màu sắc cho đội tuyển. Chanathip Songkrasin là cầu thủ được biết đến không chỉ ở Thái Lan hay Việt Nam, cả Đông Nam Á và châu Á đều hiểu rõ anh ta. Chanathip hiển nhiên là cầu thủ rất quan trọng với Thái Lan, nhưng bóng đá là môn chơi tập thể, chúng ta không nên đặt hy vọng quá nhiều vào một cá nhân. Anh ấy có thể là nhân tố quan trọng, nhưng những người khác cũng có tầm ảnh hưởng không kém. To the game.